Vâng, xin chào các bạn. Trong thế giới những chiếc xe ô tô thì chiếc xe nào cũng có những cái đặc tính riêng của nó, những cái yếu tố riêng của nó thưa các bạn. Có những chiếc xe sinh ra để chạy trên những đường đua, có những chiếc xe vừa đua vừa đi phố, có những chiếc xe thưa các bạn, ai ngồi trên đấy, nhiều người ngồi trên đấy lại thích, bởi vì những cái không gian rộng rãi nó mang lại sự mát mẻ và những cái tiện ích quanh ta. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn như vậy, Toyota Innova bản Venture có thể chở tới 8 người. Tôi nghĩ rằng đây là một mẫu xe bạn có thể sử dụng cho gia đình. Bạn có thể sử dụng cho một gia đình 2 thế hệ, một gia đình 1 thế hệ 4 người. Bạn có thể dùng cho mục đích kinh doanh, rất tốt. Bạn có thể đi đưa đón khách, sân bay, dịch vụ spa, rồi ngay cả làm dịch vụ limousine, ok. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ đón những người bạn của tôi để thực hiện một chuyến du lịch. Ngày hôm nay thời tiết nắng rất đẹp. Tại sao chúng ta lại không lên đường nhỉ? Tại sao ạ? Thưa các bạn. Duy, em mời Duy. Duy béo. Em nặng bao nhiêu cân nhỉ? 90 cân. Có 90 cân thôi, nhẹ quá. Ngồi đây. 100 cân khoảng. Anh mời em. Em cứ để các cái ly cà phê của em bên đấy. Rộng lắm, bên các thành cửa này các rộng lắm. Đây các bạn thấy nhá, tất cả các vị trí đều có các cái cửa gió. Em hàng ghế thứ ba có. Cái thứ ba có cửa gió bên trên anh ơi, mát luôn. Ờ à, đấy, có đúng không? Đầy đủ hết đấy. Em support hết cho mọi người rồi, yên tâm. Thế à? Ở đâu cũng có nguồn thở đây, mời em. Và chút nữa trong khuôn hình thì các bạn sẽ thấy rằng là anh Duy sẽ xuất hiện ở hàng ghế thứ ba thưa các bạn. Và tôi vẫn còn những người bạn thưa các bạn. Đây mới là những người bạn cũng vô cùng quan trọng. Nếu không có những người bạn này thì rất khó để có được những cái chuyến đi mà nó thật tiện nghi, tiện ích. Đây các bạn có thể thấy. Những chiếc vali vừa phải. Cái ghế của hàng ghế thứ ba tôi đã đẩy ngả hết lên rồi nhá. Và cái tính tùy biến trên cái Innova này về cái không gian sử dụng phải nói là tuyệt vời. Tôi cũng là thường xuyên thi thoảng mang theo những cái bộ đồ gôn đi vào Sài Gòn, đi đến các điểm khác. Mà khi muốn sử dụng một cái dịch vụ xe đưa đón thì tôi luôn nghĩ tới hai cái sản phẩm. Đấy chính là Innova và Fortuner thưa các bạn. Bởi vì rất đơn giản, tôi có thể xếp cái bộ gôn, 4 bộ gôn. Cả cái phần cover, cả phần vỏ bọc của nó rất to, rất gọn gàng mà dễ dàng thưa các bạn. Đôi khi gặp những chiếc xe mà nó không phải như thế, không được như thế cũng khá là vất vả. Sao bây giờ còn chần chờ gì nữa? Được. Thưa các bạn, trong những cái hành trình ấy thì có lẽ đối với những người bạn của tôi đây là những người cũng yêu thích sự dịch chuyển, du lịch, khám phá thì đôi khi một chiếc xe công suất chưa phải là cái sở thích của họ. Với một chuyến đi xa thì các bạn sẽ thấy rằng cái không gian mới là quan trọng, sự mát mẻ. Và rõ ràng là tôi, bạn có thể thấy trên cái đồng hồ mà tôi đang chạy ấy là khoảng 50-60 km/h, là một cái tốc độ khá quen thuộc khi chúng ta đi tỉnh lộ. Còn nếu như vào cao tốc thì chúng ta có thể chạy 70-80-90, thậm chí 100-120 không có vấn đề gì. Với 7 người, xin lỗi ạ, cộng cả tôi nữa là 8 người, lúc nãy tôi quên. Thì các bạn sẽ thấy là cái sự êm ái nhá. Bây giờ tôi đang đi trong phố, tôi đi 60 km/h qua một gờ giảm tốc đó. Nhìn chung nếu như so với cả Innova thế hệ cũ thì những cái bản Innova thế hệ mới đã được cải thiện về cái hệ thống treo, hệ thống khung gầm, cũng như cái sự ổn định của thân xe và cái vô lăng này, cái cảm xúc, cái cảm nhận vô lăng với mặt đường nó đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng thứ đó là của tôi. Còn các bạn tôi, bây giờ tôi sẽ hỏi em là cao mét bao nhiêu, ngồi đây em thấy như thế nào? Em là cái 1m72 ạ. Ngồi đấy rất là thoải mái. Cái mà em sướng nhất trên cái xe này là gì? Em thấy nói chung là thoáng, rất là thoáng. Thứ hai là ghế ngồi chân rất là gọi là thoải mái. Không bị gò bó. Mát đúng không? Điều hòa Toyota mát. Em có cần một cái chăn không? Em nghĩ là nếu mà mình đi xa chắc là cần đấy. Cần sưởi ấm những chỗ là bị lạnh đúng không? Nhưng mà thực ra cái vị trí ghế ở vị trí thứ hàng ghế thứ nhất hay kể cả hàng ghế thứ hai mà các bạn đang thấy đây này là một anh cũng khá là nhỏ con. Anh ấy nặng có 90 kg và cao khoảng 1m8 thôi. Đấy. Và anh đang ở vị trí khó khăn nhất. Đấy.
Nhưng mà với một chiếc xe 7 chỗ trên thị trường Việt Nam thì chúng ta luôn luôn quan tâm đến hàng ghế thứ ba. Và anh Bảo Duy, anh đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, anh phát biểu một câu cho nó hoành tráng thế nào? Ở vị trí thứ ba bây giờ thì hiện tại Duy đang ngồi với hai bạn nữa, một bạn nữ. Bạn nữ này cũng có cái thân hình cũng không hề nhỏ nhắn một chút nào cả. Bạn ấy cao, bạn cao 1m7 đúng không? Bạn nặng bao nhiêu cân nhỉ? 48 cân. Còn Sơn, của bạn Sơn ở bên cạnh, bạn Sơn quay phim. Sơn cao 1m72, nặng bao cân Sơn? 60. Hai bạn này cân nặng hơi kiêm tốn, tôi nặng có 72 cân, cao 1m75 thôi. Nói chung là ngồi ở vị trí này thì rất là ổn mọi người ạ. Trong tất cả những cái dòng xe mà tôi đã ngồi thử cả thứ ba ấy, thì Innova là một mẫu xe cho tôi cái sự thoải mái nhất khi mà ngồi hàng ghế thứ ba, không có cái hiện tượng bị bánh mì kẹp trả hay là khó chịu một chút nào cả. Rồi, đấy là những cái chia sẻ. Thực ra các bạn ấy tôi nghĩ là hơi nịnh bởi vì là hôm nay có nhiều người đẹp quá. Nhưng thực sự trên cái Innova này thì chúng ta hãy quan tâm đến cái giá trị thiết kế của nó, cái khả năng chuyên chở, cũng như cái không gian và các cái vị trí để đồ. Ví dụ đây, tất cả những cái cốc to như thế này, ngay cả Phúc Long hay là cái gì đấy, Eco Garden to như thế này thì chúng tôi cũng có thể sử dụng để được ở bên này hoặc là bên thành cửa, rất 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 nhiều chỗ. Tóm lại là có rất nhiều cái không gian để đồ. Còn tất nhiên với một mẫu xe này khi mà chúng ta chạy thì có cảm giác thể thao không? Mặc dù là có chế độ power, nhưng bản chất cái chữ power đấy giúp chúng ta khi mà đi vượt trên cao tốc hoặc là leo đèo hoặc là cái gì đó thì cần nó mạnh mẽ hơn một chút, mạnh hơn một chút. Ví dụ như 9,5 lên 10 đấy, thì ta bấm cái nút đấy lên thì nó sẽ có thêm một cái công suất, cũng như cái điều chỉnh lại cái chế độ của hoạt động của hộp số thì nó vượt sẽ tốt hơn. Nó có nhưng không phải là chế độ sport mode, không phải là chế độ thể thao nhé. Bọn em thấy cái xe này nó hay gì không? Anh chả ngồi sau, anh chả biết. Điều hòa nó mát đâu, đúng không? Cái xe Toyota này xưa nay họ vẫn ghi điểm rồi, cái điều hòa này. Cái chiếc Innova này thì rõ ràng là vì sao xe Innova vẫn chạy vì cách người ta bố trí mọi thứ rất hợp lý. Nhưng chuẩn luôn. Tôi quan sát ở đây thì rõ ràng có cửa sổ điều hòa cái thứ hai, thứ ba. Cách bố trí nó rất là thuận tiện, sử dụng mọi thứ ok. Sử dụng lại thế này thì chả có lý do gì mà người ta không mua, có thể chạy dịch vụ hoặc là chuyên chở gia đình 7-8 người thoải mái luôn. Theo em thấy thì em ngồi hàng ghế sau ấy nhá, em cũng không phải thuộc dạng nhỏ nhắn. Nhưng mà đây ngồi bên cạnh em một con người nữa, em thấy vẫn thoải mái này, rộng rãi này. Và một mét, em cũng 1m72, không phải dạng chân quá dài, nhưng mà nói chung là cũng cần có diện tích một tí thì em không bị chạm đầu gối một tí nào vào ghế đằng trước. Cái gì to nhất của em xe đều chứa được hết đúng không? Vâng, đấy là một cái câu chuyện vui thôi. Nhưng mà thực sự là trên cái Innova này thì có lẽ chúng tôi cũng đã dành quá nhiều lời khen về những cái giá trị về không gian sử dụng nó rồi. Nhưng mà thứ mà tôi muốn nhấn mạnh lại rằng là cái không gian và các cái vị trí chứa đồ, cũng như cái dàn gió điều hòa. Ví dụ như là trên các xe 7 chỗ chúng ta luôn phải băn khoăn về cái cửa gió ở hàng ghế thứ ba, thì xin thưa rằng mỗi người ngồi ở phía hàng ghế thứ ba kia đều có những cái cửa gió riêng, người ngồi hàng ghế thứ hai thì đều có, và người ngồi hàng ghế đầu tiên thì đương nhiên rồi, lúc nào cũng có. Bây giờ tôi sẽ thử tăng tốc lên một chút nhé. Các bạn sẽ thấy rằng nếu như cái tốc độ từ 0 đến 40, 50 nó là cái tốc độ di chuyển phố, thì bây giờ tôi sẽ thử tăng lên một chút. Thực ra trên cái Innova thuộc cái thế hệ mới này thì họ đã điều chỉnh lại cái động cơ cũng như mapping lại cái hộp số. Cho nên nếu như Innova trước ấy, tôi hay dùng cái từ vui là tôi phải đứng người lên đạp, thì thôi bây giờ tôi chỉ cần nhấp nhổm một cái thôi, nó cũng lên, nó cũng nhẹ nhàng thôi, không phải mạnh. Tuy nhiên cái tiếng động cơ thì nghe khá là rõ với 7 người. Với 8 người thưa bạn, xin lỗi. Ngày xưa thì với cái Innova cũ, nói thật sự là mình cũng đã dùng hai chiếc chạy cùng với một chiếc Vios đi tất cả các cái cung đường Hà Giang, lên cột cờ Lũng Cú, Mã Pí Lèng, rồi thậm chí là xuyên sang Mù Căng Chải, đi Tứ Đại Đỉnh Đèo. Nói chung là đi là ok, không có vấn đề gì, nhưng chỉ tội là nó không sướng thôi, rất đơn giản. Nhưng mà cùng cái cung đường đấy mình chạy, sau đó mình chạy GLK 300, rồi sau đấy cũng có chạy Porsche Cayenne, chạy đi lên những các đường Mộc Châu thì chả thấy dốc nó là cái gì cả. Thì đó là những chiếc xe, tất nhiên chúng ta sẽ không yêu cầu Innova về một cái công suất được, bởi vì nó cũng rất là khiêm tốn, 138 mã lực và moment xoắn thì nó cũng chỉ 183 thôi. Đi đường đèo được không? Chắc chắn là đi được. Chở 8 người được không? Chắc chắn là được. Nhưng
nó không sướng. Chính vì vậy, với một cái công suất vừa phải thì chúng ta cũng phải lưu ý khi mà lái xe. Còn những chiếc xe Toyota ngày từ xưa đến nay thưa bạn luôn rất thực dụng. Điều đấy là chắc chắn, các bạn đi nhiều các bạn sẽ thấy. Điều mà tôi thích nhất trên những chiếc xe của Toyota và đặc biệt là Innova là cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba, thì ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng trải nghiệm thật nhé. Đây, các bạn sẽ thấy rằng chiếc ghế ở hàng ghế thứ hai của tôi đang được đẩy xa nhất và nó có độ ngả tốt nhất như các bạn thấy đây. Đó, độ ngả tốt nhất. Đấy, em có thể ngửa ra. Đây. Đấy. Thưa bạn, nó có khác gì một cái giường trên những chiếc xe limousine không ạ? Nhưng chưa hết nhá. Bây giờ tôi có thể kéo được cái ghế này lên. Đây, anh sẽ... mình có thể chọn một cái độ ngả rất là vừa phải. Nhưng mà tôi có thể kéo được chiếc ghế này lên. Cái mục đích kéo lên thì đương nhiên ai cũng sẽ rõ rồi, ai cũng sẽ biết rồi. Các bạn cũng biết rồi là sẽ có được thêm cái không gian cho hàng ghế thứ ba. Cái sự cân bằng giữa không gian, giữa các vị trí trên xe khá là tốt. Tất nhiên với một mẫu xe có giá dưới 1 tỷ thì đương nhiên rồi, những cái điều chỉnh như thế này điều chỉnh bằng cơ hết. Và tiện ích trên xe này có gì? Thưa bạn, một chiếc bàn này ạ. Đây, một chiếc bàn. Chiếc bàn này bạn có thể kéo lên. Bạn có thể dùng một ly nước. Hoặc đây vị nữ chủ tịch này có thể dùng cái máy tính. Cái máy tính của tôi là 13 inch. Cũng để vừa. Cần thì vẫn làm được. Cửa gió, hàng ghế, khoảng trống đầu, bằng trần lõm. Và nếu như các bạn di chuyển trong buổi tối nhá, thì các bạn sẽ thấy rằng có những cái đèn mà chúng ta thường thấy trên những chiếc xe sang gọi là ambient light ấy, thì trên Innova cũng có. Hôm nay có lẽ xin phép các bạn, tôi đã dành lời khen quá nhiều cho Innova, tranh thủ một tí. Nhưng mà rõ ràng nó cũng ngon thật. Nếu như để mà nói về cái giá trị sử dụng ở đây ạ, nếu như mà có thêm trang bị thêm tiền, ví dụ 100 triệu nữa, thì bộ da Napa cũng có luôn, bọc trên tất cả các ghế. Đồ cũng sẽ xịn hơn, cứ theo tiền mà chúng ta đánh giá thôi. Và bây giờ thì hàng ghế thứ ba nha các bạn. Chúng ta khi di chuyển đã có những cái cảm nhận rồi, nhưng bây giờ muốn ngồi thực sự. Bạn nên nhớ rằng là bạn gái ngồi cạnh tôi đây là có chiều cao 1m72 và thêm 8 phân bởi một đôi dép nữa. Nhưng mà các bạn xem những cái chỉ số mà tôi muốn nói ra các bạn, muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái tham chiếu về các cái không gian sử dụng. Vâng, như các bạn đã thấy trên màn hình ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng tôi đang ngồi ở vị trí thứ hai và bạn gái đang ngồi ở vị trí thứ ba. Tất cả là thực tế nhá. Thì để các bạn có thể quan sát được những cái không gian còn lại. Không ăn gian một chút nào. Các bạn sẽ thấy ở hàng ghế thứ ba này. Đấy. Đôi chân dài miên man. Và vị trí ngồi các bạn sẽ có được những cái hộc chứa đồ này. Vị trí để khay nước này. Dắt những chiếc ví to bên cạnh này. Và tựa đầu. Đó. Những cái gì thuộc về tiện ích cho người ngồi, người dùng trong xe thì thực sự các bạn rất hào phóng. Tôi không muốn đề cập ở các vấn đề khác nhé. Chúng ta hãy xem những cái vị trí sử dụng và cái độ ngả của ghế. Đấy, tức là cái gì thuộc về tiện ích. Còn những cái gì thuộc ngoài phạm vi đó chúng ta sẽ bàn sau thưa các bạn. Và tất nhiên rồi, một chiếc xe nó không thể là hoàn hảo tất cả. Bởi vì một chiếc xe hoàn hảo thì nó có lên 100 tỷ thì sẽ cũng có những điều mà khiến có những khách hàng cũng chưa hài lòng, cũng như tôi, cũng như bạn chẳng hạn. Ví dụ như cái mẫu xe này, nếu mà chúng ta chạy trên đường cao tốc ấy, thì khoảng 100 km/h là tiếng gió. Tiếng gió qua cái khe gương này nghe rất rõ, qua cái răng này nghe là khá rõ đấy. Và cái thứ hai nữa là cái khoảng 101, 102 gì đấy thì cái chấn rung lên vô lăng và cảm giác cái độ bám của nó thì sẽ không còn được như khi mà chúng ta chạy ở tốc độ dưới 80. Nhưng mà nếu mà đi 80 như các bạn đang thấy đây này thì chẳng có vấn đề gì cả, cứ đi thẳng đấy. Cái thứ hai nữa là về trên cái Innova này thì các bạn sẽ không thấy những cái hệ thống cruise control, cũng chưa có cảnh báo điểm mù, kể cả nhắc nhở
chệch làn chứ rồi đỡ lái giữ làn cũng chưa có những cái tính năng an toàn, những cái hệ thống an toàn tiên tiến phù hợp cho các cái con đường cao tốc. Thì tôi nghĩ rằng nếu như trong tương lai những cái tính năng đó mà được cập nhật, được trang bị trên chính những cái mẫu xe có cái không gian tốt, có những cái vị trí cho hành khách tốt, thì nó là điều mà thật tuyệt vời. Và các bạn sẽ thấy qua cái góc camera thì các bạn sẽ thấy rằng các cái góc cột chữ A ấy, đương nhiên cột chữ A trên những chiếc xe này thì phải làm to, nhưng mà được khoét thêm cái lỗ đây này. Cái lỗ này ở cái góc nhìn này nha, các bạn sẽ thấy là nó khá nhỏ, nhưng khi mà đi trong phố các bạn sẽ thấy nó tác dụng vô cùng. Chúng ta chỉ cần phát hiện ra khi ở tại góc ngã tư rồi vân vân, chỉ cần thoáng cái là chúng ta có thể phản xạ để xử lý, phát hiện để xử lý một cách nhanh chóng. Chắc chắn rồi, bạn cũng sẽ thấy được những cái chi tiết gỗ trên vô lăng, rồi ốp trên cái dàn táp lô nhựa vân vân, dàn nhựa rồi những dàn gỗ của Toyota. Thì về lâu về dài khi mà các bạn sử dụng, các bạn chỉ chuốt lại, tôi thấy rất lạ, các bạn chỉ cần chuốt lại thôi là nó sẽ trông nhìn nó sẽ tươm ngay, sẽ bắt mắt ngay. Và những cái xe như thế này thì bạn cũng sẽ thấy rằng là cái khả năng lái khi mà cua thì nó cũng có những cái giới hạn nhất định. Nó chuyên chở khách, bạn hình dung những chiếc xe 45 chỗ được chở tới 45 người thì nó không thể cua ở cái tốc độ 80 km mà cua như thế này được. Cái gì cũng có cái giá của nó, cho nên chúng ta mỗi khi cầm lái, tôi không phải quá khen Innova đâu, nói thật sự là như vậy, nhưng mỗi khi cầm lái một chiếc xe, chúng ta phải hiểu chiếc xe đấy, một anh chàng lực sĩ có khả năng nâng tạ được bao nhiêu ở hạng cân nặng nào, thì chúng ta cũng phải đưa vào các cuộc thi của các hạng cân đấy, chứ nâng 200 đưa lên nâng 500 kg thì thôi quảng ngay đấy, thưa bạn. Cũng như một chiếc xe cũng vậy, chiếc xe này nó sẽ hướng tới những cái tiện ích như là việc những cái chai nước này luôn được đặt đúng vị trí để có thể hấp thụ toàn bộ cái luồng gió mát từ hệ thống điều hòa. Thứ mà tôi thích trên được trang bị trên Innova sẽ là những cái thứ cực kỳ gọi là liên quan đến an toàn, đấy là một là cái hệ thống cruise control bây giờ cao tốc nhiều rồi, hai là cái hệ thống cảnh báo điểm mù, bởi vì cái điểm mù nó sẽ phát hiện ra cái xe chạy bên nó rơi vào cái điểm mù đó, khi chạy trên cao tốc cái đó rất quan trọng. Cái thứ ba là nếu có thì cái hệ thống hỗ trợ chệch làn. Còn nếu như mà hào phóng như chính cái không gian này thì sẽ là phanh khoảng cách, sẽ là đỡ làn, sẽ là autonomous, lái tự động cấp độ 3, cấp độ 4 chẳng hạn. Ai cũng mong muốn có tất cả. Mỗi tội chi phí nó sẽ khống chế rất nhiều điều. Với những chiếc xe mà nó không thiên về công suất thì khi chạy trên cao tốc các bạn cũng phải lưu ý nha. Các bạn sẽ phải xác định được cái quãng đường, cái khoảng cách để vượt cho nó an toàn. Bởi vì như các bạn đã thấy này, ví dụ như tôi đang đạp power mode nhá, chế độ hết ga, một động cơ nó cũng có thể đẩy lên 4-5 ngàn, nhưng để nó tạo một bước vọt thì sẽ là không, nhưng máy nó phải gào một lúc thì chúng ta mới vượt lên được. Đấy, tải càng nặng thì cái điều đấy sẽ cái độ trễ của nó sẽ càng tăng, đương nhiên rồi. Và tôi nghĩ rằng trên những chiếc xe như thế này, nó có thể phục vụ một cái mục đích, ngoài cái mục đích kinh doanh có thể đi dã ngoại rồi đưa gia đình đi chơi, thì tôi cần, hoặc là nhiều người ngồi trên xe, tôi cần nhiều cái vị trí, những cái tiêu chuẩn kết nối để sạc điện thoại, kết nối điện thoại smartphone mới như là tiêu chuẩn Type-C rồi USB vân vân đấy. Nếu như cái bản này nó thực sự mà ốp gỗ nhựa bóng hoặc là gỗ phần hộp số này, rồi bọc da này, đấy, rồi thêm điểm tô thêm một chút nữa, có lẽ là cũng oách luôn, thực sự là rất oách. Với một mẫu xe 7 chỗ mà nếu như xét về không gian thì tôi không ngại ngần nói là dành cho từ gọi là nhà vô địch ở tất cả các hàng ghế, thưa các bạn. Thực sự là vậy. Đến hàng ghế thứ 3 mà vị trí ngồi để có được cái chân, để có chỗ để độ ngả lưng tốt, để có cái phần đầu tốt, thì xin thưa với các bạn, những chiếc xe Toyota 7 chỗ luôn giành lợi thế là như vậy. Táp lô hình lượn sóng nhá, hình những con sóng nhá, ốp gỗ này. Đấy. Ốp chứa đồ, đây cơ, các vị trí chứa đồ này. Giống ví của chủ tịch không ạ? Để rất dài nhé, các bạn có thể có được cái hình dung tương quan nó rất là rộng này. Cốp dưới đây, vẫn cốp dưới để vâng. Tôi muốn để những cái vật cụ thể để các bạn có thể hình dung được.
nó hơi kích một cái gì đấy, tôi bỏ cái này ra cho dễ vậy đấy. Và với những sản phẩm của Toyota nói chung hay Innova nói riêng, tôi và các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy một cái lợi thế rất lớn là cái giá trị bán lại của sản phẩm rất cao sau một thời gian sử dụng chẳng hạn. Và trong quá trình sử dụng thì cái chi phí sử dụng bảo dưỡng này nó cũng rất là kinh tế, và đặc biệt phụ tùng cũng dễ thay thế. Vâng, Toyota đã có hơn 20 năm tại thị trường Việt Nam rồi. Và tôi cho rằng với những cái tiện ích và cái không gian của Innova thì thực sự đây là một mẫu xe rất hợp lý dành cho gia đình với một cái mức giá như vậy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn hãy dành một chút thời gian và chỉ cần một cái nhấp chuột thôi, các bạn hãy like, subscribe, comment, dùng chương giúp chúng tôi nhé. Xin chào.